Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng ngay cái cây ngừa trước cửa lò trước lò thiêu thành lập năm 87 cả nhà. Thì giờ này mình đi cũng khoảng cỡ 11 giờ mấy 12 giờ khuya cả nhà. Thì mình tính hôm nay là mình đến đây mình quay review sơ sơ cho cả nhà xem những cái cảnh ở trong cái lò thiêu cổ này và trong cái khu nghĩa địa này. Giờ mình đặt camera, có thể là hôm nay mình đặt ngay cái giếng này cả nhà. Đó. Ở bên đây thì có những ngôi mộ, theo mình nghĩ là có thể là rất là lâu năm cả nhà. Cả nhà thấy không? Ở gần trung tâm thành phố Trà Vinh luôn. Từ nhà mình lên đây là khoảng trên 10 cây số. Cái gì vậy ta? Mình cũng không biết nữa. Chắc có thể là mộ của người Trung Hoa cả nhà. Chứ mộ người Việt thì mình không có thấy ai trồng những cái bông ở chính giữa. Người hẹ. Nó trồng những cây hẹ đó cả nhà thấy không? Đó. Mình làm cái thức ra đây nha cả nhà. Này có dưới cổ. Đi vô con. Con mời các vong linh ha, ông bà cô bác và trẻ bé lớn xúm xích về xúm xích dùng rượu dùng bánh ha. Các vong mà còn ở đây chưa có đi siêu thoát được á. Nãy giờ mình ngồi ở đây lá cây rớt sột sạt sột sạt, nãy giờ mình nổi da gà ở trên cả nhà. Cái nhà thấy cái cây thấy quá trời to, thấy lớn không? Rồi mình sẽ kiếm chỗ mình đặt máy ít phút nha cả nhà, coi có những hiện tượng lạ gì hay không ha. Mình đặt máy tại đây nha cả nhà.
mình lại tới máy cả nhà. Nãy giờ không biết có hiện tượng lạ gì không nữa.